Chào mọi người đã đến với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại em 0448308343. Rồi, em cập nhật thông tin món hàng đã bán ở phần tiêu đề của cái video. Mọi người bấm vô tiêu đề sẽ thấy ha. Mọi người theo dõi mấy cái video mới thì bấm vô cái đăng ký kênh để mình nó thông báo về cho mọi người cái video mới nhất. Hôm nay là cái video 81 ha. Mình có mấy món hàng giới thiệu. Đây là cái con dao đi câu ha. Này nó có cái móc câu nè. Móc cá hay sao? Nó giống như dao đa năng à. Này có nhiều chức năng. Này nó giống như cái cưa nha mọi người. Nhưng nó không có bén. Rồi khui bia nè. Đây là con dao chính. Đó. Một lưỡi nè, hai lưỡi, ba lưỡi. Đây kích thước nó là 12 phân rưỡi ha. Độ dày nè. 2 phân 1. Đây thép nó làm rất là tốt. Còn cái vỏ này là giống như vỏ gỗ mọi người, vỏ gỗ nó sơn lên tán bằng đồng nè, tán đồng. Rồi cái con dao đa năng này có mã 8101 ha, giá 250.000. Tiếp theo là một cái van ba đầu. Van này giống như cái áp nó chịu là 172 bar luôn. 172 kg mọi người. Chịu nhiệt độ nè, độ C nè. 38 độ C. Đây. Cái đường kính ren này vô là như là 14 ha mọi người. 14 mm. Đây nó có cái van khóa. Đó. Tay van này rất là chắc chắn. Cái này là inox mọi người. Van này nó bằng inox ha. Full inox hết nè. Đó. Đây là cái cục 500. Đây là nó bằng full inox luôn. Rồi cái van này có mã là 8102 ha, giá 200.000. Tiếp theo là một cái bộ lục giác của thương hiệu này nè. Thương hiệu này của châu Âu mọi người. Bộ lục giác ha, nó ship vô rất là gọn. Đây. Khóa lại nè. Nó tổng thể nó bị mẻ đây tí, cái vỏ nhựa chứ không ảnh hưởng ha. Đó. Xếp gọn lại thì nó dài có 10 gần 13 phân ha. Rồi bây giờ mình lấy ra. Đây. Xoay cái này nó ra ngay cái lỗ nè. Mình lấy nó ra sử dụng. Nó có 500 hết vô nè. Châm rất là mạnh. Cắt chỉ vô. Muốn lấy cây nào thì quay qua tới cây đó ha. Đó. Nó có 6 số ha, cỡ này 6 số. Như cây này là 5 mm nè mọi người. Lục giác này 5 mm nè. Rồi cây này là 2 mm nè. Đó. Rồi to nhất cơ. To nhất là 5 ly rưỡi. Năm ly. 40 ly.
3 ml. Rồi 2,5 ly ha. Hai ml. Rồi vậy là 6 mũi nha mọi người. Rồi xài xong thì mình khóa lại. Rồi bộ lục giác này có mã là 8103, giá bán 300.000. Rồi tiếp theo là cái cây, cái tool của KTC. KTC Japan ha. Đây là cái cây để mình vô cái cam xe ha. Vô cái cam, vô bánh cam xe. Đây mình vô xe máy được nè, xe đạp được luôn. Rồi nó là cái dụng cụ để vô cam xe. Cho anh em thợ sửa xe ha. Sưu tầm. Làm rất là chắc chắn mà nước mạ cũng rất đẹp của KTC. Ở đây dơ nè, chưa có chùi ra. Rồi cái dụng cụ vô căm này là có mã 8104 ha. Giá 200.000. Rồi anh em về được cái một cái cây rìu. Cây rìu này của Mỹ mọi người. Lưỡi rìu của Mỹ nè. Đây em về nó như vậy. Như cái này bên đó họ đã đóng lại cái cán này nè. Đó, nó nguyên vậy nè em, họ không có mài hay là không có mài lại nha. Không có sửa. Đó thép nó rất là cứng. Đây. Đây là kích thước. Tổng chiều dài nó là gần 39 thôi mọi người. Còn lưỡi là 9 cm. Đây. Chiều cao là 16 cm. Đầu búa 3 phân. Đầu búa bát giác ha. Rất là nặng tay luôn. Để em cân thử khối lượng nó nhiêu nha. À, cái cây rìu này nó khoảng 810g ha. Rồi, cây rìu này có mã là 8105 nha. Giá bán 1.200.000. Rồi tiếp theo về một cái con dao của, đây là hàng thủ công Nhật, như là nó xuất cho thị trường châu Âu ha. Đây con viết mấy cái thương hiệu vô nè. Những cái dòng này là thủ công của Nhật. Đây lưỡi nó bị cấn chỗ này xíu nè. Thì nó cũng về nguyên vậy, em không có sửa lại nha. Đó. Thép còn rất là tốt. Chui đồng dày. Đây cán sừng ha. Cán này bằng nhôm ốp sừng. Rồi cái tổng chiều dài cái con dao này là 26 ha. 26 cm. Cái bản rộng nhất là 3,5 phân nè. Lưỡi nó là 14,5 phân. Độ dày con này khoảng 5 ml. Độ dày 5 ml. Rồi con dao này có mã là 8106 ha. Giá 800.000.
Và đây là bộ cưa sắt kèm theo cái lưỡi này, là của lưỡi này Japan nha mọi người. Cái này mình thay lưỡi thì mua lưỡi thị trường ngoài á, gắn vô rất là đơn giản đó. Rồi có kèm một lưỡi luôn, lưỡi cưa sắt của Nhật. Rồi bộ cưa sắt này có mã 8107 ha, giá 200.000. Tiếp theo là một cây cưa tỉa của cành, của tỉa cành bonsai của Nhật ha. Cây này nó chưa sử dụng luôn, còn mới. Đây. Này là lưỡi nó chưa sử dụng ha. Kích thước nó là khoảng 33. Cái lưỡi không là khoảng 20 nha mọi người. Rồi cây cưa tỉa này có mã 8108, giá 200.000. Tiếp theo là một cây, cái cây để sửa cái lưỡi cưa mọi người. Đây là cái thiết bị để sửa lưỡi cưa. À, dụng cụ sửa lưỡi cưa ha. Đây mình điều chỉnh được. Sửa mở lưỡi ra để mình mài lại để sử dụng. Sau thời gian khi sử dụng cái cưa tay á, thì nó lưỡi nó sẽ khép lại, nó không còn bén nữa. Mình phải mở ra trước rồi mình mới mài lại. Thì phải cần đến cái sụt dụng cụ này ha. Rồi cái cây này có mã 8109, giá 250.000. Rồi cuối cùng là một cái cây chipot. Đây chipot, chipot đây, chipot siêu mini của Pantech ha. Pantech của Nhật ha. Đây. Nó sẽ đứng như thế này để mình gắn máy chụp hình ha. Hoặc là mình gắn thêm cái kẹp của điện thoại thì sẽ gắn vô đây được. Là mình kẹp lên điện thoại. Đây chiều cao khi mà kéo ra nó khoảng 30 mọi người, đây 30. Rồi bây giờ mình rút lại thì mình bóp ngay đây. Bóp cái viên bi này vô. Bóp viên bi này rồi mình đẩy lên nó mới được nha. Bóp một viên bi. Một viên bi lớn trên đây. Rồi đây. Nó thu gọn lại là nó còn có 15 thôi nha mọi người. Đây. Kéo dài ra 30. Và cái cây chipot này có mã là 8110, giá 150.000 thôi. Rồi em kết thúc cái video đây ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, ủng hộ.